Pada CX5 2022 lần đầu bắt gặp trên đường phố Mỹ với ngoại hình được ngụy trang hoàn toàn. Nhiều dấu hiệu cho thấy chiếc xe sẽ có kích thước mới cùng động cơ vận hành hiệu quả hơn. Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 được đồn đoán sẽ đổi tên thành Mazda CX-50 với nền tảng khung gầm LA hoàn toàn mới đi kèm khối động cơ 6 xi lanh thẳng hàng và hệ dẫn động cầu sau RBKD. Dưới đây là những đánh giá và nhận định của Dibro dựa trên những hình ảnh và thông tin rò rỉ về chiếc xe này tại Mỹ. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Dibro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và nhanh nhất. Đầu tiên là ngoại thất. Những hình ảnh đầu tiên của Mazda CX-5 2022 được công bố độc quyền bởi cửa hàng Fedlanka tại Mỹ. Qua hình ảnh ban đầu, người dùng dễ dàng thấy rằng mẫu SUV cỡ trung thế hệ mới này sẽ có một vài thay đổi về những đường nét bên ngoài. Ở phía trước, nổi bật cạnh cụm lưới tản nhiệt mở rộng, hệ thống đèn pha được liên kết trực tiếp. Và khả năng cao, ở phía dưới bộ lưới tản nhiệt này sẽ bao gồm một tấm trượt kim loại giả cho phần cản trước. Trong khi phía trên nắp capo nổi lên một khoảng rộng, nhiều thông tin cho rằng do phía dưới trang bị động cơ 6 xi lanh nên sẽ có một khoảng không gian bị nhô lên. Ngoài ra, khoảng cách giữa trụ A và trục trước được thiết lập lại. Khả năng cao thế hệ mới, Mazda CX-5 sẽ có thêm hệ dẫn động cầu sau, nâng cao khả năng vận hành. Ở phía sau, ngoại trừ cặp đèn hậu LED có thiết kế tự do, thì chiếc xe vẫn được trang bị đầy đủ những chi tiết như cánh nước gió thể thao phía trên mái và hai ống xả thiết kế đối xứng ở phía dưới. Về kích thước, Pekka của Nhật Bản tuyên bố CX-5 2022 sẽ có chiều dài 4.600mm và chiều cao 1.680mm. So với thế hệ cũ, chiếc xe dài hơn 50mm và cao hơn 5mm. Những góc ảnh chia sẻ không thể hình dung được những chi tiết bên trong khoang nội thất và nhiều khả năng Mazda CX-5 2022 sẽ có một màn hình trung tâm 8,8 inch tương tự như chiếc Mazda CX-30. Về động cơ, cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này gồm có động cơ xăng và động cơ diesel, cùng với đó là cung cấp các mức điện khí hóa khác nhau, từ hệ thống hybrid nhẹ 48V đến thiết lập chế độ plug-in hybrid đầy đủ. Ngoài ra, chiếc xe được trang bị công nghệ SkyActiv-X của Mazda sau khi được ra mắt trên động cơ 4 xi lanh 2.0 trên xe Astina 3 và CX-30X20. Theo nguồn tin rò rỉ đăng trên diễn đàn, Mazda CX-5 2022 gồm 3 tùy chọn động cơ như sau. Về phần động cơ, có tùy chọn 1 là xăng hybrid hút khí tự nhiên 2.5 lít, tùy chọn 2 là xăng tăng áp 2.5 lít và tùy chọn 3 là diesel 2.2 lít. Về công suất cực đại, tùy chọn 1 là 188 mã lực, tùy chọn 2 là 227 mã lực, tùy chọn 3 là 188 mã lực. Còn với moment xoắn tối đa, tùy chọn 1 là 270 Nm, tùy chọn 2 là 420 Nm và tùy chọn 3 là 450 Nm. Ngoài ra, hệ dẫn động cầu sau là trang bị tiêu chuẩn, khách hàng cũng có thể tùy chọn hệ dẫn động tất cả các bánh. Mazda CX-5 2022 có sự thay đổi đáng kể về ngoại thất và động cơ. Về thiết kế ngoại thất, chiếc xe vẫn được xây dựng dựa trên ngôn ngữ thiết kế Kodo truyền thống của Mazda. Với phiên bản 2022 này, CX-5 đã được làm mới với một số chi tiết phía sau đuôi và phần đầu xe. Kích thước xe cũng được kỳ vọng làm lớn hơn so với phiên bản cũ. Điều này sẽ giúp khoang nội thất thêm phần mở rộng, tạo không gian thoải mái hơn cho người ngồi trong xe khi ở chế độ full tải. Đặc biệt, về phần động cơ, Mazda CX-5 2022 sở hữu khối động cơ chạy xăng và điện theo xu thế phát triển động cơ mới nhất của tương lai. Xe được trang bị động cơ này sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu, vận hành cũng trở nên êm ái và mượt mà hơn. Thời gian dự kiến chính thức ra mắt của Mazda CX-5 2022 tại Mỹ là vào tháng 9 năm nay. Chúng ta cùng chờ đón xem với phiên bản mới lần này, CX-5 sẽ có sự lột xác như thế nào để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc. Bạn nghĩ sao về dòng xe này? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video. Đừng quên ấn like kèm subscribe ủng hộ Dibro để chúng tôi có động lực ra thêm nhiều video mới và nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại những video tới.